Nhìn chị Acting Thị Hiền, khó ai ngờ người phụ nữ cơ tu quê ở huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam này đã chạy thận nhiều năm nay ở bệnh viện Đà Nẵng. Mọi mệt mỏi, đau đớn phút chốc biến mất khi chị được hòa mình vào không khí vui tươi của chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương chào mừng Giáng sinh và năm mới 2019 được tổ chức ngay tại bệnh viện. Giờ Giáng sinh thì tôi ở bệnh viện cũng hơi buồn, mà các bác sĩ tổ chức như thế này cũng rất vui, bớt buồn, bớt nhớ nhà. Ở bệnh viện đã tổ chức ngày vui ngày Giáng sinh là được những là vẽ chân dung, rồi vẽ tranh, được gạo đào, rồi được nhận quà. Tôi cũng thấy rất vui. Hội chương lớn của Bệnh viện Đà Nẵng rộn ràng không khí lễ hội với nhiều hoạt động chăm sóc đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân như cắt tóc, gội đầu, vẽ tranh, tặng thư pháp, tặng quà nhằm chia sẻ với 200 bệnh nhân nội trú có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm niềm vui, lạc quan trong cuộc sống. Qua những chương trình như thế này thì chúng tôi là một phần nào đầu đó chia sẻ được cái nỗi đau của người bệnh và tạo cho người bệnh phấn chấn hơn, giống như là đó là cũng giống như một liều thuốc tinh thần để điều trị người bệnh song song với cái điều trị về mặt chuyên môn của chúng tôi. Trong hoàn cảnh ốm đau bệnh tật, thông thường các bệnh nhân chẳng ai muốn chụp ảnh, vậy mà hôm nay họ đã vượt qua mặc cảm tự ti để lưu lại những tấm hình đầy tinh thần lạc quan kỷ niệm mùa Giáng sinh này. Sau khi chúng ta tặng ảnh thì đa phần bệnh nhân người ta lại có một cái thái độ ngược hẳn với cái tâm lý ai giờ. Ban đầu người ta rất là vui vẻ và người ta rất là mong muốn cái chương trình này tiếp tục. Khi mà tặng ảnh thì mang lại những cái niềm vui cho mọi người thì chúng tôi cảm thấy rất là cũng là niềm vui của chính mình. Không còn khoảng cách giữa nhân viên y tế hay bệnh nhân, nghệ sĩ hay khán giả, chương trình chia sẻ yêu thương của các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã làm ấm lòng người bệnh trong dịp Giáng sinh, động viên họ tiếp tục nỗ lực vượt qua bệnh tật.